Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về thời tiết và thiên tai của chúng tôi. Thưa quý vị, vừa qua, dông lốc kèm mưa lớn chỉ trong một đêm đã làm hư hỏng nhiều vườn sầu riêng của bà con nông dân ở các địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Ngày 7 tháng 7, một lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng chức năng vẫn đang thống kê thiệt hại của người nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn sau cơn dông lốc vừa xảy ra vào tối 6 tháng 7. Cùng ngày, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông cũng đang thống kê thiệt hại của bà con nông dân sau khi chịu ảnh hưởng của đợt dông lốc kèm mưa lớn xảy ra vào đêm 6 tháng 7. Theo đó, chiều và tối 6 tháng 7, trên địa bàn hai huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk và Đắk Min, tỉnh Đắk Nông xảy ra dông lốc gió mạnh kèm mưa lớn. Sau thiên tai, nhiều vườn sầu riêng đã bị rụng trái. Một số vườn khác cây sầu riêng bị gãy cành, bật gốc, gây thiệt hại nặng nề đối với người nông dân. Trưởng buôn Mờ Lăng xã Ea Ta huyện Cư Mờ Ga cho hay, qua xác minh ban đầu, nhiều vườn sầu riêng trên địa bàn luôn bị rụng trái, gãy cành. Đặc biệt có hai hộ bị đổ hàng chục gốc sầu riêng. Dông lốc đã gây thiệt hại rất lớn về tài sản đối với bà con nông dân trong buôn. Còn tại huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông, qua kiểm tra sơ bộ, cơ quan chức năng của huyện xác định có 9 căn nhà ở xã Thuận An bị tốc mái hư hỏng. Ngoài ra còn có rất nhiều cây sầu riêng của bà con trên địa bàn bị hư hỏng do thiên tai. Chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý khác trên thế giới. Ngày 7 tháng 7, mưa lớn khủng khiếp tại Nepal đã gây ra lở đất và lũ quét, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Đồng thời, thiên tai cũng gây ảnh hưởng đến các tuyến đường cao tốc và đường bộ quan trọng của nước này. Người phát ngôn cảnh sát Nepal cho biết, ít nhất 8 người mất tích, bị lũ cuốn trôi hoặc bị chôn vùi trong các trận lở đất, trong khi 12 người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Vì này thông tin, các nhân viên cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm tại các khu vực lở đất và thông đường. Các thiết bị hạng nặng đang được sử dụng để dọn dẹp những đống đổ nát. Tại đông nam Nepal, mực nước sông Kosi, vốn gây ra lũ lụt kinh hoàng ở bang Bihar của Ấn Độ gần như hàng năm, đã vượt quá mức nguy hiểm. Bedrai Fujan, một quan chức cấp cao của quận Sunsari, nơi dòng sông chảy qua cho biết, dòng chảy của Kosi đang dâng cao và chúng tôi đã yêu cầu người dân cảnh giác về lũ lụt có thể xảy ra. Theo nhà chức trách, tất cả 56 cửa thoát nước của đập Kosi đã được mở so với khoảng 10 đến 12 cửa trong tình trạng bình thường. Ngoài ra, dòng chảy của các sông Narayani, Rapti và Mahakali ở phía Tây cũng đang dâng cao. Tại Kathmandu, nơi có nhiều ngọn đồi bao quanh, một số con sông đã tràn bờ, làm ngập đường xá và khu dân cư. Ít nhất 50 người trên khắp Nepal đã thiệt mạng vì lở đất, lũ lụt và sét đánh kể từ giữa tháng 6 khi mùa mưa bắt đầu. Hàng trăm người thiệt mạng mỗi năm do lở đất và lũ quét thường xảy ra ở vùng núi Nepal trong mùa mưa, bắt đầu vào giữa tháng 6 và kéo dài đến giữa tháng 9. Tại bang Assam ở phía đông bắc Ấn Độ, lũ lụt đã khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di rời trong vài ngày qua. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8 tháng 7 và 9 tháng 7, đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực phía nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng cục bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Dự báo thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ sẽ duy trì đến hết ngày 13 tháng 7. Từ khoảng ngày 14 tháng 7, nắng nóng có khả năng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm thấp, nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu dùng điện tăng cao hoặc nguy cơ xảy ra cháy rừng. Trong tháng 7 năm 2024, tại khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, còn tại khu vực Bắc Bộ, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại trong khoảng thời kỳ 20 ngày cuối tháng 7 năm 2024. Cơ quan khí tượng Thủy văn lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin và cảm nhận thực tế ở ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, nhựa, kính. Những ngày nắng nóng, để bảo vệ sức khỏe, người dân cần hạn chế tham gia giao thông, làm việc trực tiếp dưới ánh nắng, nhất là từ 11 giờ đến 16 giờ hàng ngày. Di chuyển vào phòng có điều hòa đề phòng sốc nhiệt, đột quỵ. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng mai ngày 9 tháng 7. Thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Hà Giang, Tuyên Quang, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác,
cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.